Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của chị Lo để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai. Thì hôm nay thì lô này hoành bự không nha quý vị. Đó, lát nữa quay chắc không có đưa lên cái bằng quay được, để dưới đất chị quay luôn nha quý vị. Hai cây bự bự không à. Rồi, em chào chị. Rồi chào chú Tấn à. Chào cô chú anh chị em mới vàng cả nước. Em tên Lo, em ở Hòa Định, Chợ Gạo, Tiền Giang. Số điện thoại của em là 0366894896, cũng là số Zalo của em ạ. À. Hình thức của em là bao sống bao ship trên toàn quốc. Rồi mời cô chú anh chị vào xem ủng hộ giùm em ha. Hôm nay có lô mai lớn ha. Lô mai lớn mà mình bao ship toàn quốc luôn hả chị? Dạ, đúng đó, rồi. Này mình chị lớn luôn. Đó, này bự 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 không có gì nè. Đây đẹp đẹp không ha. Rồi mã số 1 là em này ha. Đây quý vị. Rồi cho thông số em nói chị. Cao 80. Rồi 80 cao. Cái hoành 38. 38 hoành luôn. Nó hoành bự luôn nhưng quý vị. Đó, thân cành thế này thì bự không ha. Không đưa lên bằng quay nổi quý vị. Cách máy mình đi vòng vòng nha quý vị, ngắm cái kỹ thân cành cái ha. Đó, thân cành. Rồi liên vòng đế quý vị. Thân cành ha. Rồi, tiếp tục đế đây. Rồi mã số 1. Rồi, luôn nha chị. Mã số 1 giá 4 triệu. Rồi 4 triệu ha. Rồi qua mã số 2 luôn cái gì ơi. Số 2 em này. Mã số 2. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 1 m. Rồi cải hoành. Cải hoành là 37. Có cái củ dưới bự luôn ha. À, thân lắc lắc tại cành luôn rồi quý vị. Nghe kỹ thân cành cái ha. Thân cành em nói này, thân cành xương cá hả quý vị. Xẻ ra hai bên. Rồi cái cò này ha, có cái củ. Rồi đi vòng luôn cái gì ơi. Rồi, mã số 2 giá 3 triệu rưỡi. Rồi, 3 triệu rưỡi. Mã số 3. Số 3 luôn. Cái cao đây ha. Cao 1m3. 1m3 chắc có hơn. Hơn. Cá to đây. Cái hoành là 4 mấy. Ừ. Rồi lại coi. Ôm thước vô cái coi. 46 nè. 6 hoành nè quý vị ơi. 46. 46 hoành nha quý vị. To dữ ha. Đó. Thân cành. Khá quá đây. 46 hoành luôn, 46 là 46 hoành có hơn nha quý vị. Đó. Cò quý vị. Rồi. Đế nè. Đế nè quý vị. Còn ngặt ngặt đó ha. À, đi qua bên kia cái gì hơi chặt ha. Đó. Còn hơi chặt mình kéo đi ra vòng đây có gì chặt. Vòng mang cái cò này ha. Rồi mã số 3. Mã số 3 giá 9 triệu. Rồi 9 triệu nha quý vị. Rồi mình qua tiếp tục luôn. Mã số 4 luôn. Cái này tặng lỡ nè. Tăng xe rộng luôn. Cao 1m5. Rồi 1m5 ha. Tăng ngang. Tăng ngang chứ 1m4. 1m4 ha. Xương cành đặc kẹo luôn. Hoành là 30. Rồi 30 hoành. Rồi quý vị ngắm nghía kỹ củ đế luôn ha. Củ đế với cái cò lắc đây luôn nha. Củ đế cò lắc luôn ha. Rồi
cò cái gì. Đó, xương cành luôn nha quý vị. Cành đặc đó ha. Rồi, giá luôn nhiêu chị? Mã số 4 giá 4 triệu. Rồi, 4 triệu ha. Rồi, tiếp tục anh vô cái trong đây quý vị ơi. Số 5. Mã số 5. Chiều cao là 80. Hoành là 38. 38 ha. Đó, thân cành quý vị. Cái thân cành ha. Để luôn nha quý vị. Để nè. Thân cành ha. Lực lực không. Đó, như luôn như đây chị. Số 5 giá 3 triệu 8. 3 triệu 8 ha. Đó, tiếp tục qua mã số 6 luôn. Cho 1m1. Cái hoành là 39. Rồi, 39 hoành. Đây, thân cành quý vị. Đây, từ trên xuống ha. Cái này có đoạn lắc ở đây ha. Đây, đoạn lắc quý vị. Lắc đây ha. Rồi, để luôn nha quý vị. Mã số 6 giá 3 triệu rưỡi. Rồi, 3 triệu rưỡi ha. Rồi, mình sang qua mã số, số 7. 7 luôn. Cao 1m15. Hoành bự nè. Chắc bốn mấy quá hả? Hoành 41. 41 hoành luôn quý vị, hoành bự nha. Đặt cành ok nè. Cành đặc luôn quý vị. Cành lực luôn ha. Có co ở đây ha. Tại cành. Cành kính mít. Cành gì đó ok quá đây ha. Này có cái mình đẹp quá quá vậy. Để luôn. Đấy này cũng dạng nhìn vậy cũng quái ha. Nguyên cái mình trải dài luôn nè. Đây có đuôi luôn ha. Rồi, vô luôn như vậy chị. Mã số 7 nè. Mã số 7 giá 6 triệu. 6 triệu ha. Rồi, qua mã số 8 luôn chị ơi. Số 8. Cao 1,5 m. Cái hoành 39. 39. Góc quý, góc hơi lắc nhẹ vậy ha. Để đặt ở trên nè. Rồi. Thân cành quý vị. Cành cũng đều quá nè ha. Rồi, để luôn rồi quý vị ơi. À, đây cũng kính qua đây. Để kéo máy ra quý vị. Chặt quá, chặt quý vị. Thấy kính ha. Đây. Ok ha. Kính đấy. Mã số 8 giá 6 triệu. Rồi, 6 triệu nha quý vị.
Rồi, qua mã số 9 luôn quý vị ơi. Mã số 9. Rồi, số 9 đây. Cao 1m3. Rồi, 1m3. Cái hoành là 39. Rồi, 39 hoành nè quý vị. Cò lắc này ha. Hai cành nè. Rồi, để quý vị mặt trước đây ha, mặt bụng á. Rồi, tiếp đế quý vị ơi. Cành lực lực không. Rồi, giá lâu nhiêu chị? Mã số 9 giá 3.8.000. 3.8.000 ha. Rồi, qua mã số. Mã số 10. 10. Cao 1m2. 1m2. Cái hoành là 32. Rồi, 32 hoành không gì. Co lắc cái cạnh đây. Rồi, đế như nghe quý vị. Rồi, giá bao nhiêu chị? Số 10 giá 3 triệu. Rồi, 3 triệu ha. Rồi, mình sang mã số 11 luôn. Cao 1m45. Hoành là 35. Rồi, 35 hoành. Rồi, thân cành như vậy ơi. Cành này ha. Cỏ. Để lực quá anh hả, cái gì? Cái còn chán chán mà. Mã 11 giá 3.8.000. Rồi, 3.8.000. Ở số 12. Rồi, 12 đây. Cao 1m. Hoành 37. Rồi, 37 hoành. Rồi, đi dòng đế luôn. Đi nơm ha. Để nơm kính quý vị. Bố cũng điệu ha. Cỏ lắc tay cạnh cũng ok quá nè. Rồi, nghịch sáng ha. Kéo xuống quý vị. Mã 12 giá 3.5 triệu. Rồi, 3.5 triệu. Mã số 13. 13 đây quý vị. Cao 1m25. Rồi, cái hoành luôn. Hoành này hoành bự bự không quý vị. Đó ngoài ha, vô trong luôn không tới. Đây là 37 nè. Rồi. Ở trong không được. Ở trong nó bị cấn cái rễ, đó ngoài đó là 37 hoành nha quý vị. Rồi, co lắc đây. Thân cành luôn ha. Rồi, vô đế nha quý vị. Coi trái chịu hôm trước nữa ha. Cái mặt cà tiền quý vị, mặt lưng đó nè ha. Nguyên cái bể luôn. Rồi, chú luôn nha chị. Mã 13 giá 4 triệu. Rồi, 4 triệu. Rồi, xong. Số 14 luôn. Mã 14.
Cao 1m3. Rồi, cái hoành. Cái hoành là 38. Rồi, 38 hoành. Rồi, thân cành luôn rồi quý vị ơi. Này cành cũng đặc quá nè. Cành cũng bự 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 không ha. Rồi, đi dọc đế quý vị. Cành ok ha. Rồi, giá lâu nhiêu chị? Ở 14 giá 3 triệu. Rồi, 3 triệu. Rồi, mình sẽ mã số tiếp theo luôn. 15. Cao 1m15. Cái hoành là 37. Rồi, 37. Rồi, thân cành luôn rồi quý vị ơi. Rồi, để ha. Đấy quý vị. Ui, cái củ nở quá nè quý vị. Củ được chẳng ha. Chị hôm trước cũng có đây. Mở 15 giá 3 triệu. Rồi 3 triệu quý vị. Đá 16. 16. Cao 1m5. Cái hoành là 37. Rồi, 37 hoành. Rồi, thân cành luôn. Để nơm ha. Nơm kính quá đây rồi quý vị. Đá 16 giá 5 triệu. Rồi, 5 triệu cái gì mà số 16 ha. Rồi, mã số 17. Mã số 17. Cao. Cao 1m5. Hoành luôn. Hoành 45. 45 hoành. Chị không nghe đế mặt này cái ha. Thân cành luôn. Cành ok quá ha. Đặt cành ở trên. Rồi, để cái mặt bụng như cái gì. Bụng này. Cành phóng ha. Phóng ngay ức luôn. Sẽ hông ha. Cái mặt lưng ở đây có gì. Lưng này. Rồi, luôn rồi mã 17 giá 8 triệu. Rồi, 8 triệu quý vị. Mã 18. Rồi, 18 đây ha. Cao 65. Hoành 36. Rồi, ta cành bự bự quý vị. 36 ha. Này, dán nè. Để ha. Chưa có đuôi lại hay cái gì. Đuôi vậy. Đợi cho luôn như chị. Mã 18 giá 2 triệu. Rồi. Và mã số 19. 19 luôn.
Cao 70. Quần 36. Rồi 36 quần. Lắc tay cành nào quý vị ơi. Để luôn ha. Mã 19 giá 3 triệu. Dòng vô đây cái cái gì? Rồi, giá 3 triệu như cái gì? Rồi. Số mã 20. 10. Mã cuối clip. Cao 80. Cái hoành luôn. Cái hoành là 39. 39 hoành. Đế cái gì? Tay cành lực lực không ha. Đóng đặt ở trên nè. Rồi, vô luôn như đây chị. Mã 20 giá 3 triệu 8. Rồi, 3 triệu 8 cái gì? Mã số 20 cũng là mã số cuối clip rồi quý vị. Rồi mình cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành cái thời gian mà theo dõi đến kết thúc clip luôn. Thì trong quá trình xem quý vị gửi mã số nào alo trực tiếp cho chị Lo ha. Rồi cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.